Ở một tuyến đường dân sinh thì đang trong tình trạng nắng bụi, mưa sình, lầy lội và hư hỏng, gây ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại cũng như sinh hoạt của người dân. Đó là thực tế đang diễn ra tại đường dân sinh dưới chân cầu Hưng Lợi, từ phía bờ quận Ninh Kiều trong nhiều năm qua. Điều đáng nói ở đây là mặc dù nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người dân cùng cơ quan báo đài, nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được khắc phục triệt để. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi được tại đường dân sinh dưới chân cầu Hưng Lợi, phía quận Ninh Kiều vào chiều 10 tháng 9. Trong khuôn hình là công tác khắc phục sửa chữa và giảm giá của đơn vị quản lý trước những hư hỏng xuống cấp thường xuyên của đoạn đường. Tuy vậy, theo người dân, đây chỉ là biện pháp tình thế, vì chỉ sau vài ngày, tình trạng hư hỏng lại tiếp diễn như cũ. Sửa thế này thì báo mấy các anh là rất là, ví dụ một tháng nữa có thể là 5-7 lần cứ có đá đổ xuống cái này, xe đi nó là bông chóc đi, nó lại vài bữa nó lại bị y chang, tình trạng như vậy là không thể là được. Sửa này là rất là nhiều rồi chứ không phải là một bữa nay mà sửa. Bà con ở đây á, thì yêu cầu là bây giờ là làm như thế nào là có cái đường cấm thoát nước hai bên, rồi làm đường á, thì phải chảy nhựa, rồi phải làm sao cho nó ổn định, cho nó láng, chứ còn cái kiểu mà làm như cái kiểu này là không thấy được. Nó thành ra là tha thiết đó là bà con cũng mong là làm sao là cái đường này cho nó đẹp. Chứ còn bây giờ mà không có đường cấm thoát nước mà cái kiểu chấp vá như kiểu này thì không thấy được. Điều đáng nói ở đây không phải 1-2 năm hay 3-4 năm mà rất nhiều năm nay, đoạn đường dân sinh hai bên cầu Hưng Lợi phía quận Ninh Kiều luôn trong tình trạng như thế này. Nhất là đoạn hướng từ đường Tầm Du lên đường Nguyễn Văn Linh 30 tháng 4. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia giao thông, tình trạng hư hỏng xuống cấp của đoạn đường còn khiến cho sinh hoạt của những hộ dân sinh sống tại đây gặp nhiều khó khăn. Các anh cũng thấy là tình trạng suốt bao nhiêu năm qua rồi. Mình khánh thành cái cầu này hồi 2010, thì sau đó chừng 3 năm sau thì bắt đầu nó hư, cho tới giờ thì nó hư khoảng 10 năm nay, nó tình trạng như vậy đó. Nắng thì nó bụi, mưa thì nó dơ, rồi nó lầy như vậy đó. Đi lại bà con rất khó khăn. Xe chạy qua đây gần như hư hỏng rất là nhiều, rồi té ngã, nhất là xe hai bánh. Nên cũng rất mong được thành phố Cần Thơ quan tâm và hỗ trợ làm hai con đường hai bên cho bà con đi lại. Người dân đây quá khó khăn, quá vất vả, vì khi nắng thì nó bụi quá, trời nó bụi, mà mưa thì nó lầy như vậy đó, các anh cũng thấy đó. Hiện trạng như giờ thì mưa xuống một cái là nó ngập tràn lan hết trơn á, sẽ hư hỏng một số một chiều nữa. Con đường này nó có từ khi cái cầu Hưng Lợi hoàn thành, nhưng mà đã di tu sửa chữa nhiều lần rồi, nhưng mà không có cái đường cống thoát nước. Mà đường cống thoát nước rồi là con đường nào không có đường cống thoát nước rồi cũng phải hư hỏng một số một chiều đó. Nó hư hỏng lẹ, mình thử ra nên làm lại và phải có đường cống thoát nước của hai con đường cặp bên hông cái cầu này. Chỉ một đoạn đường dân sinh ngắn và nhỏ nhưng đã chục năm qua vẫn chưa được nâng cấp sửa chữa hoàn chỉnh. Người dân đang trông chờ vào sự phối hợp cũng như tinh thần trách nhiệm của các đơn vị có liên quan.